Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fukit Brain do dược phẩm Phương Đông sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Fukit Brain cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Fukit Brain có thành phần là l 500mg, Torin 15mg, mật ong 5mg, DHA 1,5mg, vitamin B6 pyridoxine hydrochloride 1mg. Fukit Brain được bảo chế dưới dạng siro. Fukit Brain mang lại cho người dùng công dụng bổ sung lysine cho cơ thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng. Sản phẩm Fukit Brain được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Fukit Brain được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, liều dùng tham khảo, trẻ em 2 đến 3 tuổi, ngày một lần, mỗi lần một ống. Trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, ngày 2 lần, mỗi lần một ống. Trẻ trên 7 tuổi và người lớn, ngày 3 lần, mỗi lần một ống. Chống chỉ định khi sử dụng Fukit Brain, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Fukit Brain, đồng thời biết cách sử dụng Fukit Brain sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham